phê Mê Linh Đà Lạt là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất ở Đà Lạt. Một không gian thư giãn yên tĩnh, cùng với những vườn cà phê mocha trải dài trên sườn đồi của thành phố ngàn hoa. Xin chào các bạn, bây giờ là mình đang ở quán cà phê Mê Linh Gia Đình các bạn. Mình sẽ đi dạo một vòng chụp hình và chụp hình ở đây. Tháng 11 thì Đà Lạt mưa các bạn, nhưng mà hôm nay hơn là trời nắng nên là đi rất là đẹp nha các bạn. Cà phê Mê Linh thì nay nó làm lại rất là nhiều cái chỗ check-in rất là đẹp. Này là cây cà phê các bạn, nên mình sẽ quay gần các bạn. Này là hạt nó còn xanh đó các bạn. Bên này là tấm hạt chính màu đen. Màu đỏ luôn. Cây này, cây bên này đen luôn nè, chín luôn rồi. Mấy trái màu hồng là sắp chín rồi, mấy trái màu đỏ thẫm á, đỏ tím là chín rồi nha các bạn. Ở đó, xung quanh đây thì được trồng rất là nhiều cà phê, rất là đẹp. Quán này thì cà phê mình trồng rồi mình sẽ tự rang xay và pha chế nha các bạn. Trước thì nó chỉ có cái khúc xanh ở trên này thôi, khúc xanh đó là không có tống vé, nhưng mà xuống dưới này là khu du lịch đó là phải cầm tống vé. Mình có thể chụp hình và check in ở đây nha. Khi bạn đến với quán cà phê này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đậm chất phố núi Đà Lạt. Và hơn cả thế, bạn còn được thả mình vào những cảnh thơ mộng, yên bình, cảm thấy tinh thần rất là tốt, xua tan đi mọi áp lực trong công việc, học hành. Mê Linh Coffee có thể nói là một trong những địa điểm nhiều du khách đến đây check-in nhất. Quán cà phê Mê Linh có thể coi là một trong những quán cà phê đứng top ở Đà Lạt. Tuy là nằm ngoài ngoại ô thành phố, mặc dù hơi xa, nhưng không gian quán được xây dựng theo một phong cách rất đặc biệt. Nếu bạn thích check-in hoặc tìm không gian yên tĩnh để uống một cốc cà phê, tận hưởng không khí của phố núi, thì quán cà phê này là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn khi đến với thành phố sương mù. Địa chỉ của quán cà phê nằm tại tổ 20, thôn số 4, thuộc xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Địa điểm du lịch này cách trung tâm thành phố khoảng hơn 20 km về hướng đèo Tà Nung thuộc tỉnh lộ 725. Giờ mở cửa là 7 giờ sáng đến 18 giờ 30 tối. Giá đồ uống ở đây thì dao động khoảng 65 đến 110 ngàn là đã bao gồm vé vào cửa cho tất cả các dịch vụ chụp ảnh hay là đi tham quan tất cả các khu trong quán đó các bạn. Còn nếu như các bạn muốn uống cà phê không hoặc là đi chụp hình check-in không thì có thể đến quán và tham khảo những cái gói riêng cho từng dịch vụ nha các bạn. Khi nhắc tới cà phê Mê Linh thì chắc hẳn ai cũng đã nghe hoặc nhìn thấy những tấm hình view công trường của quán. Cà phê Mê Linh là một trong những quán đẹp nhất ở Đà Lạt. Có không gian yên tĩnh, bình yên, thoáng đãng và có một bầu không khí mát mẻ. Du khách đến đây vừa thưởng thức tách cà phê chồn và vừa hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Rất yên bình, êm ả. Lên phía xa là rất là xa luôn á, nó vòng một vòng rất là đẹp. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những giai điệu do ca sĩ của quán thể hiện. Quán cũng là một trong những lựa chọn của dân phượt và du khách nước ngoài. Sau khi bạn đến Đà Lạt mệt mỏi vì những chuyến đi, khi bạn đặt chân đến đây, mọi mệt mỏi sẽ tan biến và tận hưởng một cảm giác tuyệt vời ở nơi này. Hiện nay thì quán cà phê đã làm mới đó các bạn. Có rất là nhiều những cái hình gọi là cổng trời Bali hoặc là những cái cầu vồng bảy sắc rất là nhiều. Mình có thể tham khảo và đến đây check in chụp ảnh.